Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần ở quê nhà, từ miền quê hương đất nước Việt Nam gửi đến các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến những điều tốt đẹp nhất. Hôm nay là Minh like, tại vì thấy có cái thằng nó có cái nick ở trong nước, cái tên nó trong nước, nó inbox nó chửi mình. Anh chị, các bạn thấy những người ở trong nước nhiều khi họ bị mấy cái nhóm chống cộng ở hải ngoại, anh chị các bạn, cái đám mà cờ vàng bà sọc á, cái đám khốn nạn đó nó tuyên truyền, bạn thấy rất là nguy hiểm. Nó đầu độc những cái người mà họ nhẹ dạ cả tin, họ nó đem những cái lời nói của những người bất mãn chủ nghĩa cộng sản, như là bà Thái Anh Văn và ông Đức Đạt Lama, ngay cả ông Gorbachev, ngay cả ông Yeltsin của Nga cũng vậy. Tụi nó rất là xảo quyệt, các bạn thấy nó dùng những cái sự bất mãn của những người này về những cái thời kỳ mà thịnh hành của cái khối cộng sản, và nó đánh lận con đen. Các anh chị, các bạn thấy rất là nguy hiểm, mà rất là nhiều người họ tin vào cái thuyết đó. Họ nghĩ rằng tin vào cộng sản thế này vân 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 vân, thế này thế nọ, tin vào cộng sản là sẽ chết, cộng sản đem đến nghèo đói, cộng sản hay vân vân thế này thế nọ. Nhưng mà họ không hiểu rằng những cái âm mưu, những cái thuyết âm mưu của cái bọn tư bản, nó dùng những cái thuyết âm mưu đó như thế nào. Đấy, nó len lỏi vào trong Việt Nam, nó gây lên, tạo lên những cái sự bất mãn, nhất là những người mà ngay cả những người mà bên vấn đề tôn giáo cũng vậy nữa, họ trở thành cực đoan. Các bạn thấy họ đem những cái câu nói của bà Thái Anh Văn vân vân như vậy, mà họ không hiểu rằng cái thể chế cộng sản Việt Nam, một cái chủ nghĩa Mác Lê nhưng mà tư tưởng Hồ Chí Minh, nó hoàn toàn khác nha anh chị các bạn. Họ không hiểu đó là lý do tại sao Việt Nam mình trường tồn đến hôm nay, tại sao đất nước mình phát triển không ngừng. Mà không những thế, Đảng Cộng sản Việt Nam mình ngoại giao trên 200 quốc gia. Các bạn biết, có những lần tôi chia sẻ, tôi nói Việt Nam ngoại giao trên 200 quốc gia, mà cái lũ chống cộng cực đoan bên Mỹ á, cái đám Việt Tân, cái đám Đào Minh Quân, con Ly Sào Phạm, rồi mấy cái đám thằng Benny Chương, rồi Tân Thái, rồi mấy cái đám ô hợp đó, nó tụi nó xạo. Khi tôi đưa những cái link anh chị mà, tụi nó mới cầm cái mồm rồi thôi. Các bạn thấy nó không có hiểu được cái thuyết cộng sản của người Việt Nam mình thế nào, nó hoàn toàn khác. Bởi vì Việt Nam mình là đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, thống nhất nước nhà, nó hoàn toàn khác với những cái thành phần mà chủ thuyết cộng sản của Trung Quốc. Các bạn biết bà Thái Anh Văn, bà này bà rất là ghét Trung Quốc, cho nên bà có những câu nói đó đối với cái chủ thuyết của cộng sản Trung Quốc đó. Bà đối với cái thời kỳ mà nó không còn hưng thịnh của cái khối cộng sản châu Đông Âu và châu Âu, thì tụi nó dùng những cái thuyết âm mưu này, các bạn biết, nó đánh tâm lý vào những cái người dân mà họ kém hiểu biết. Trong khi đó đất nước mình rất là yên bình, cuộc sống mình đi từ nghèo đói vượt khó, và mình đứng trên đôi chân của mình và mình vươn lên từng ngày và từng giờ. Và ngày hôm nay các bạn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất là tuyệt vời ở gì, trong cái lãnh đạo gọi là tầm nhìn chiến lược, mình ngoại giao với những cái quốc gia vì lợi ích quốc gia là trên hết, đem đến cho đất nước sự phồn thịnh về nền kinh tế. Các bạn thấy trong mùa Covid này, cả thế giới điêu đứng, rất là nhiều quốc gia, tôi thấy tất cả những quốc gia trên thế giới, quốc gia nào cũng điêu đứng về cái bệnh đại nạn dịch Covid mà người ta phải hứng chịu, ngay cả hàng Mỹ nó gặp rất nhiều khó khăn. Các bạn biết người chết bây giờ nó chết âm âm đung đung y y xèo xèo, mà cái bọn chính trị thì nó vẫn đấu đá nhau. Các bạn thấy nó vẫn đấu đá nhau. Ở ngoài kia nó ồn quá cho nên mình vô để cái cửa nó không có bị ồn, tại người ta sửa nhà rồi. Các bạn thấy nó đấu đá nhau, còn dân Mỹ thì chết y đuối hết. Trong khi đó những thành phần ở trong nước họ kém hiểu biết. Đó là lý do tại sao anh em chúng ta có mặt trên không gian mạng này. Những cái câu nói của những người họ ghét về cái chủ thuyết cộng sản, như những câu nói của các bạn biết, tụi nó hay dùng những câu nói của bà Thái Anh Văn hay là ông Đức Lạt Ma. Ông đó cũng có câu nói rất là táo bạo, bởi vì ông này ông căm ghét Trung Quốc. Rồi tụi nó dùng những cái câu đó, bạn, nó đánh đồng, nó mị dân, rồi nó đánh đồng, nó đem qua nó xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam. Tụi nó không có hiểu cái
cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó người ta làm việc vì dân, vì lợi ích dân tộc. Các bạn thấy người dân được bảo vệ, có cuộc sống ấm no ngày càng tốt hơn và tốt hơn. Tuy rằng cũng có những người nghèo thì đó là một xã hội bình thường thôi anh chị các bạn. Ngay cả các bạn thấy thằng Mỹ nó là một cái quốc gia gọi là rất là nhiều người cuồng tư bản. Khi qua đến Mỹ rồi, ngay cả những người Việt mình đi ăn xin ăn mài vô rừng vô rú sống, có những người qua tưởng đâu là đổi đời rồi cuối cùng sống ở xứ người rồi chết ở xứ người trong tuyệt vọng. Mà các bạn thấy ngược lại quê hương những người nghèo, người ta cố gắng phấn đấu lên mỗi ngày. Tôi đi ra đường tôi mỗi ngày tôi thấy, tôi nói anh chị các bạn một điều, tôi thấy rất là vui là dân tộc mình, cái người dân của mình, họ sống, họ đứng trên đôi chân, họ bán buôn, họ tìm đủ mọi cách để mưu sinh hết. Họ có thể chiên gà, họ có thể tìm ra suy nghĩ ra những cái cách họ bán những cái thực phẩm nào đó nó bình dân và nó vừa túi tiền của cái thị trường, và họ kiếm được cái đồng lợi nhuận để họ sinh sống và họ vượt lên. Có những người họ đi bán vé số mà họ nuôi con họ trở thành bác sĩ, kỹ sư. Các bạn thấy cái xã hội đó là một cái xã hội rất là tốt, đó là một cái người lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam có nhìn rất là chiến lược, lấy dân làm gốc. Cho nên các anh chị các bạn trên mạng này hết sức cẩn thận những cái câu nói của bà Thái Anh Văn hay là của Đức Đạt Ma, ngay cả ông Gorbachev, ngay cả ông Yeltsin của tổng thống Nga của Mỹ một thời đó. Nhiều câu lắm, các bạn biết những cái người này họ có những cái sự mâu thuẫn ở trong một thời kỳ của khối cộng sản, nhưng mà tụi chống cộng cực đoan ở hải ngoại đó, nó khốn nạn một cái là nó dùng những cái câu đó nó mị dân. Cái bởi vì tôi nãy ra trong đầu ra một cái đề tài, cái thằng này ở trong nước nó inbox nó chửi tôi ngu là cộng sản đem đến chết chóc thế này nọ, nhưng mà nó là một người không hiểu biết, các bạn thấy không, nó suy nghĩ một cách ấu chỉ, nó chỉ nhìn trước mắt thôi, nó chỉ thấy người ta tuyên truyền như vậy đó. Nhưng mà những cái hạng người này thì nó có đi ra nước ngoài nó chỉ là lao nô cu li thôi. Lúc đó cái dân bản xứ cốc đầu tụi nó còn thua một con chó. Tôi nói chuyện với ở trong nước á, bởi vì tôi gọi là những cái thành phần này là gì, khố gách áo ôm khôn nhà dạy chợ. Tôi vào trong cái trang nhà profile của nó, tôi thấy nó cũng là một cái người chắc là cũng không đến nỗi nghèo khổ, và cuộc sống của nó có con cái rồi, con cái gia đình nó, tôi thấy dường như đang sống trong một cái môi trường hạnh phúc. Nó đang sống trong một cái môi trường hạnh phúc bởi vì nó cho con cái và gia đình nó đi chơi công viên. Tôi nói chị các bạn, bên Mỹ giờ này có dám đi chơi dẫn con ra đường kiểu đó không? No way, không có dám đâu. Ra là chỉ có Covid nó đóng cửa khắp mọi nơi hết, mà dân cứ lăn đùng ra. Tôi mới ngồi bên đây có một người báo tin tôi, thằng bạn vợ nó bị Covid, bây giờ phải tự cô lập trong nhà rồi. Tôi nói mẹ là coi thôi tiêu rồi. Các bạn thấy khổ ghê chưa? Bị Covid trong tụi nó đi làm nail đó. Nó bị Covid, có đứa kia cũng bị Covid nữa mà nó không có chịu đi khám bác sĩ. Tại bây giờ nó mà khám bác sĩ nó bị như vậy đó thì nó không đi làm được, không lấy ra tiền làm sao mà sống. Hai vợ chồng này cũng còn trẻ lắm. Tôi thấy, tôi nghe tôi kể lại, tôi nói mẹ ơi, nguy hiểm quá. Cái cuộc sống ở nơi xứ người, tôi nói trong lúc này cực kỳ nguy hiểm. Mà trong khi đó ở trong nước Việt Nam, đời sống người dân được nhà nước và đảng, được chính sách của nhà nước Việt Nam bảo vệ, anh chị em các bạn thấy rất là tuyệt vời. Chỉ nghe nói có con Covid một cái thôi, dân kéo nhau đập lon xài sang nhau con Covid nào mà chui ra là tiêu con Covid đó. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Các bạn thấy bởi vì nhiều khi rất là buồn, rất là đau lòng khi có những cái người mà họ kém hiểu biết, họ lên mạng họ chỉ nghe một số những thành phần chống cộng ở hải ngoại nó tuyên truyền là cộng sản thế này cộng sản thế nọ, nhưng mà nó không hiểu về cái nhân văn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tiên phong, là một đảng gọi là vì dân phục vụ. Các bạn thấy những người mà công an, những người bộ đội biên phòng, người ta phải ngày đêm thức giấc để đặng mà gìn giữ cái bờ cõi Việt Nam bình yên cho các bạn, cho rất là nhiều người phải đang mưu sinh. Tôi đang nói chuyện với anh chị em các bạn đây, dưới này có rất là nhiều người họ đang mưu sinh đủ mọi cách, ngay cả có những người họ làm những cái công việc này nè, các bạn thấy
họ mưu sinh bằng đủ mọi cách, thợ hồ đi bán, và họ có thể tạo ra, họ tự tạo ra cái công ăn việc làm mà cho họ nữa. Các bạn thấy rất là hay, họ đứng trên đôi chân của họ chứ không phải ngồi đó ô cộng sản thế này, cộng sản thế nọ, cộng sản thế kia, thì ngồi đó chờ qua Mỹ mới được có cuộc sống tốt hơn. Tốt đâu cũng thấy mà thấy tốt đâu cũng thấy mà thấy lăn đùng ra, té ngửa ra, chết lên chết xuống, tơi bời ba lá. Các bạn thấy bởi vì rồi cái đám mà chống cộng ở hải ngoại nó khốn nạn lắm chị các bạn, nó rất là khốn nạn. Bởi vì nhiều khi tôi lên trên này tôi chỉ mơ ước là làm sao mình chia sẻ những cái thông điệp, cái thông điệp mà mình mà bản thân tôi đã nhìn thấy được ở những cái xứ tư bản, để những người dân trong nước họ không có bị họ mê muội những cái câu nói như vậy. Nhiều lắm anh chị, mang lên mạng mấy cái thằng chống cộng ở hải ngoại á, tụi nó sử dụng những cái câu từ mà rất là bị ổi vô liêm sỉ của nó không có hiểu về cái nhân văn và của người cộng sản Việt Nam như thế nào, mà lãnh đạo đất nước, lái con thuyền vận mệnh đất nước từ một đống gạch đổ nát, các anh chị các bạn thấy, để đất nước có được như ngày hôm nay. Và cho nên anh em chúng ta lên trên này mỗi người một tiếng nói cùng chung nhau để rằng mà đẩy lùi những cái thành phần mà nó xuyên tạc chống phá đất nước. Các bạn đâu có muốn đất nước của mình rối loạn, chiến tranh, chém giết lẫn nhau. Tôi cũng không muốn như vậy. Tôi muốn đất nước này yên bình và người dân của mình ngày một khá lên, dân của mình ngày một giàu lên. Tôi nói anh chị bạn, những cái khu nhà mà tôi ra ngoài đây tôi quay ngày xưa ở đây đó nha, tại vì tôi không có đi ra làm sao rồi. Ngày xưa ở đây tôi nói anh chị các bạn, ruộng đồng, đất chó ăn đá, gà ăn muối. Bây giờ nhà cửa mọc lên san sát, san sát. Tôi không nói ở đây địa điểm nào. Ngày xưa ở đây đó, hồi xưa tôi nhớ tôi về chỗ này là nó có một cái mương lớn lắm, mà nước mà nó lên nó ngập tràn giang đại hải luôn. Mà anh chị các bạn thấy bây giờ nhà cửa, phố phường mà bây giờ đã lên huyện rồi. Còn nói về vấn đề tôn giáo, chùa chiền, nhà thờ mọc lên như nấm, hoặc cất sữa bự to lên đấy, thì đó là một cái đề tài khác lại mình chia sẻ. Bởi vì thấy những cái người trong nước họ không có hiểu về những cái từ ngữ mà cái tụi chống cộng hải ngoại nó đưa lên mạng, những cái câu nói mà bà Thái Anh Văn, bởi vì bà ta bất mãn cái chế độ cộng sản Trung Quốc nó hoàn toàn khác ở Việt Nam. Ngay cả ông Đức Lạt Ma cũng vậy, ngay cả bên châu Âu các bạn thấy, ngay cả bên Nga Xô, Liên Xô ngày xưa ông Gorbachev và ông Yeltsin, ông có những cái câu nói rất là căm ghét cái chế độ cộng sản. Và những cái tụ chống cộng đó, nó dùng những cái từ này nha anh chị bạn. Tôi thấy nó chuyên môn, nó lên mạng cũng vậy nữa. Bởi tôi hỏi nó, nhiều khi tôi hỏi nó, tôi hỏi nó, mày hỏi mấy người đó họ có cầm đũa ăn mắm đêm không? Họ có ăn mắm Việt Nam được không? Ăn mắm ruốc không? Hay là ăn sầu riêng không? Đó, mấy cái người mà họ nói vậy đó, họ đâu phải là cái nét văn hóa của người Việt của mình đâu. Bên trên các bạn thấy cái người cộng sản Việt Nam rất là ưu việt, rất là chiến lược, làm việc gì cũng lấy dân làm gốc. Các bạn thấy khi đất nước mà có những cái biến động gì là đảng cộng sản, những người lãnh đạo họ luôn luôn là những người tiên phong ở trong tuyến đầu để đặng bảo vệ người dân. Mà các bạn thấy ở xứ tư bản có được gì không? No. Đấy, bên Mỹ nó đấu đá nhau như là chó với mèo, nó còn thua nồi cháo heo nữa. Từ giờ phút này chưa biết thằng nào là tổng thống nữa. Bởi vì ông Trump ông bẻ mất cái bánh của nó, của mấy thằng tài phiệt. Bây giờ nó tìm cách nó đập ổng. Nó đang chờ làm sao nó kéo cái số ghế của nó về bên thượng viện trong ngày 6 tháng 6 này, để nó có thể nó mới đứng ra nó binh vực cho ông Trump, còn không thì nó buông luôn. Các bạn thấy nó khốn nạn, nó tranh giành nhau vì cái gì? Toàn là những cái nhóm lợi ích của nó, chứ nó có gì dân gì nước gì dân nào đâu. Trong khi đó dân Mỹ mấy trăm ngàn người lăn đùng qua chết ầm ầm, gần 20 triệu người thì nhiễm Covid, dân thì đang thiếu hụt tiền bạc, mà cái gói cứu trợ thất nghiệp nó lại chưa ra để đặng mà giải quyết những cái khó khăn cho đời sống người dân. Mà anh chị các bạn biết những cái gói cứu trợ đó đâu phải là tiền của dư của thừa của để của nước Mỹ nó có đâu,
toàn là tiền phải in ra là phải bán trái phiếu. Mỗi lần in ra như vậy anh chị các bạn là bán cái trái phiếu, là bán cái quốc gia của họ, để đặng mà họ vay cái tiền đó về để đặng mà nuôi sống cho những cái người dân họ cầm hơi, vất vả trăm bề, và những gánh nặng đó nó đè trên đầu, trên dân, trên cổ. Mà trong khi đó hiện nay Việt Nam, mỗi anh em và các bạn hiện nay trong nước, chào anh Chu Phan và anh chị các bạn trong diễn đàn, là một cái người chủ nợ của nước Mỹ. Những cái điều này tôi chia sẻ trên mạng rất là nhiều, nhiều thành phần chống cộng ở hải ngoại, tụi nó nói tôi xạo, tôi đưa ra cái link cho nó luôn. Hiện nay các bạn biết Mỹ nợ Việt Nam hơn 30 triệu 30 tỷ đô. Các bạn phải hãnh diện điều này. Mỗi anh chị các bạn gần 100 triệu dân trong nước hiện nay là chủ nhân của nước Mỹ. Các bạn là chủ nhân của nước Mỹ. Các bạn thấy một điều rất là kỳ lạ của người Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, mà để cho dân tộc của mình ngày hôm nay được sánh vai với các cường quốc năm châu, rất là tuyệt vời. Thành ra những cái câu nói mà khốn nạn của cái đám chống cộng cờ vàng ở hải ngoại, cái đám Việt Tân Hỗn Tả, cái đám thằng Benny Chương, nó là cái thằng ăn tiền ở sách tay, nó là ăn cái thằng ăn tiền tiền tặc. Các bạn mà lên chửi lộn nó, cứ nói nó ăn tiền ở sách tay là nó tức lắm. Nó rất là cay cú. Tại vì còn cái thằng mà Benny Chương, thằng Tân Thái, thằng đó nó cũng Hỗn Tả, nó cũng là một cái dân, gọi là một cái thằng đàn ông phải đi làm nghề của phụ nữ. Các bạn nghĩ đi, rồi những cái thành phần mà Đào Minh Quân rồi toàn là cái lũ ô hợp, nó lừa đảo. Cái đám Việt Tân cũng vậy, chàng ơi, nó lừa đảo, nó lừa bịp ngay cả trong cái nhóm của nó thôi, người ta còn bất mãn bỏ nó, rồi lên trên mạng rồi quay ra rồi chửi nó với nhau mà khủng khiếp lắm. Nó giết người rồi nó hãm hiếp đủ mọi cứ mọi cách hết, nó khủng khiếp lắm. Cho nên cẩn thận những cái thành phần mà bất mãn ở trong nước cũng vậy, tụi nó chỉ vì những cái ích lợi ích kỷ của nó chỉ nhìn trước mắt, nó thấy rằng những cái câu nói như vậy là nó đem vào trong nước và nó sẽ sử dụng để đặng mà nó lừa những người khác. Thôi thì lại mình chia sẻ tới đây, chúc anh chị em các bạn gặp được nhiều may mắn. Bye 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 bye, chừng nào mình có đề tài nào mới mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Bye 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 bye.